Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 18 tháng 9. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Người Việt cần làm bao nhiêu ngày để có thể mua được iPhone 13 Pro? Bằng chứng cho thấy Nokia sắp ra mắt smartphone mới và máy tính bảng Nokia T20. GoPro Hero 10 Black ra mắt. Trên tay Vivo X70 Pro. Cách đặt lịch hẹn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu bằng Zalo. Top 5 điện thoại Galaxy A giá rẻ từ 3,5 triệu đồng. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Apple đã ra mắt iPhone 13 series vào vài ngày trước. Và theo thông tin mình tìm hiểu thì khoảng một tuần nữa là vào ngày 24 tháng 9 thì sản phẩm sẽ chính thức đến được tay người dùng. Và flagship năm nay thì vẫn giữ nguyên mức giá so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên thì người Việt cần làm bao nhiêu ngày để có thể mua được iPhone 13 Pro? Mời các bạn tìm hiểu trong thông tin ngày hôm nay nhé! Dựa theo chỉ số Phone Index 2021, các quốc gia có thu nhập cao như là Thụy Sĩ, Mỹ hay là Úc làm việc chưa đến một tuần là có thể mua được iPhone 13 Pro phiên bản 128GB. Ở chiều hướng ngược lại thì các nước như là Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines hay là Brazil là những nước phải mất khá nhiều ngày làm để có thể mua được một thiết bị tương tự. Bảng xếp hạng này thì đã đưa ra dự đoán và dựa vào mức lương thu nhập trung bình của mỗi người ở từng quốc gia. Tuy rằng là không có Việt Nam, thế nhưng chúng ta có thể căn cứ vào cách tính này để tìm hiểu là người Việt phải làm bao nhiêu lâu để có thể mua được một chiếc iPhone 13 Pro 128GB. Theo số liệu vào năm 2020 thì mức lương trung bình của Việt Nam là 7,54 triệu đồng một tháng, còn giá của iPhone 13 Pro chưa chính thức tại nước ta thì rơi vào khoảng từ 31 triệu đồng. Và tính ra thì chúng ta mất đến 123,3 ngày để có thể sở hữu siêu phẩm nhà táo. Và tuy nhiên thì không phải ai cũng có được mức lương trung bình. Những người có thu nhập thấp khoảng 5 triệu một tháng thì phải mất đến 6 tháng để có thể mua được một chiếc iPhone 13 Pro. Và các bạn cần lưu ý rằng là chúng ta phải dùng toàn bộ số tiền đã có để mua được. Và chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Có vẻ như là Nokia đang tập trung vào thị trường Trung Quốc, bởi vì sau thông tin rò rỉ về Nokia G50 5G thì một chiếc smartphone mới khác với tên mã TA1399 và máy tính bảng Nokia T20 đang hướng đến đất nước tỷ dân này. Theo đó thì Nokia TA1399 hiện đã đạt chứng nhận chất lượng Trung Quốc CQC, đã tiết lộ hỗ trợ sạc nhanh 18W. Và một thiết bị Nokia khác cũng đạt chứng nhận CQC, đó là máy tính bảng TA1394 và tên mã này được cho là của Nokia T20 phiên bản Trung Quốc. Chiếc smartphone trên thì vẫn chưa rõ thông tin, thế nhưng máy tính bảng Nokia T20 trước đó đã bị rò rỉ cấu hình trên Geekbench như là dùng chip Unisoc 8 nhân, GPU Mali G52, RAM 4GB và chạy Android 11. GoPro đã chính thức ra mắt mẫu camera hành động được mong chờ nhất hiện nay, GoPro Hero 10 Black, sở hữu nhiều cải tiến cả về cấu hình lẫn tính năng. Cụ thể thì GoPro Hero 10 Black sử dụng cảm biến ảnh 23.6 megapixel với khả năng ghi hình ở môi trường ánh sáng yếu tốt hơn, quay video lên tới 5.3K ở tốc độ 60fps và song hành cùng với tính năng ổn định video Hyper Smooth 4.0 mới nhất của hãng. Bên cạnh đó thì Hero 10 Black cũng có thể quay video 4K ở tốc độ 120fps hoặc là 2.7K ở tốc độ 240fps, chạy bộ xử lý GP2 mới với hiệu suất tăng đáng kể và chống nước ở dưới độ sâu 10m. Về phần thiết kế thì Hero 10 Black không có nhiều khác biệt khi mà so với GoPro Hero 9 Black, thế nhưng được cái là nhẹ hơn và thiết bị thì vẫn được tích hợp hai màn hình LCD và GoPro cũng đã tuyên bố rằng màn hình phía trước có tốc độ khung hình cao hơn để người dùng có thể xem trước hình ảnh một cách mượt mà. Và chiếc camera GoPro Hero 10 Black này thì có 3 micro, tất cả đều được trang bị khả năng giảm tiếng ồn gió và có thể ghi lại âm thanh nổi và âm thanh raw. Thiết bị này dùng viên pin 1720mAh có thể tháo rời và sạc qua cổng USB-C. Còn về giá bán thì GoPro Hero 10 Black được niêm yết với giá là 499 đô, gần 11,4 triệu đồng và hiện thì người dùng đã có thể đặt mua trên các cửa hàng trực tuyến GoPro hoặc là thông qua nhà bán lẻ. Nối
Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với phần trên tay chiếc điện thoại Vivo X70 Pro. Vừa qua thì Vivo đã cho ra mắt 3 chiếc điện thoại mới thuộc dòng Vivo X70 series. Trong đó thì Vivo X70 Pro sở hữu thiết kế đẹp mắt cùng với cụm 4 camera chất lượng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng. Vậy thì để tìm hiểu kỹ hơn, xem rằng là Vivo X70 này đập hộp có gì và cấu hình ra sao cũng như là giá bao nhiêu thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đến với bài trên tay chiếc điện thoại này nhé. Khi mà mở hộp ra đầu tiên thì các bạn sẽ bắt gặp chiếc điện thoại Vivo X70 Pro và tiếp theo sau đó sẽ là các phụ kiện như là sách hướng dẫn sử dụng, que chọc SIM, củ sạc, cáp sạc và đặc biệt là máy vẫn được tặng kèm tai nghe. Trong khi nhiều nhà sản xuất thì vẫn đang bắt đầu có giảm dần các phụ kiện nhằm bảo vệ môi trường thì Vivo vẫn trang bị cho X70 Pro đầy đủ phụ kiện. Về phần thiết kế thì ấn tượng đầu tiên của mình khi mà nhìn vào chiếc Vivo X70 Pro này đó chính là về độ mỏng của máy. Vivo X70 Pro được thiết kế với các góc được bo cong nhẹ trông khá là nam tính và mạnh mẽ và mình nghĩ rằng là có thể Vivo X70 Pro khi mà sử dụng lâu thì sẽ hơi cấn tay, đặc biệt là với những bạn mà có tay nhỏ. Nhưng mà phần mặt lưng của máy thì vẫn được bo cong về hai cạnh bên, giúp chúng ta cầm máy ôm tay và dễ chịu hơn phần nào. Mặt lưng của chiếc Vivo X70 Pro thì được làm từ chất liệu kính, mang lại cảm giác sang trọng và còn được hoàn thiện dạng nhám giúp bạn hạn chế việc bám mồ hôi và dấu vân tay. Bên cạnh đó thì phần mặt lưng của em nó còn có hiệu ứng chuyển màu khi nghiêng rất là đẹp mắt và đây là điểm mình ấn tượng nhất ở phần thiết kế của sản phẩm. Còn khi quay sang mặt trước của Vivo X70 Pro thì chúng ta sẽ bắt gặp màn hình cong AMOLED 6.65 inch với độ phân giải là Full HD+, hỗ trợ HDR10+ và còn được trang bị cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình. Và một điểm mà mình đánh giá khá là cao trên màn hình của Vivo X70 Pro đó chính là phần camera đục lỗ được tối ưu với kích thước khá là nhỏ, mang lại cho chúng ta không gian trải nghiệm các nội dung trên màn hình lớn hơn và cũng không bị cản trở và gây khó chịu vướng víu bởi camera. Bên cạnh đó nữa thì Vivo X70 Pro cũng được hỗ trợ tần số quét cao 120Hz giúp cho các việc hiển thị nội dung trở nên mượt mà hơn, các thao tác vuốt chạm trơn tru và phản hồi nhanh hơn. Tiếp theo là về các thông số camera của chiếc điện thoại này. Máy thì được trang bị hệ thống camera với các thông số khá là cao như là camera chính có độ phân giải 50MP, camera góc siêu rộng và camera tele có cùng độ phân giải 12MP và camera tiềm vọng có độ phân giải 8MP. Và với thông số nêu trên, đi kèm với con chip hình ảnh Vivo V1 và sự tinh chỉnh đến từ Z thì mình tin chắc rằng là những hình ảnh được chụp từ chiếc điện thoại Vivo X70 Pro sẽ cho chất lượng tốt với độ chi tiết cao. Và kết hợp cùng với các nâng cấp phần cứng, phần mềm khác của camera Vivo, đặc biệt là hệ thống chống rung quang học OIS và tính năng chống rung Kiro EIS thì chiếc X70 Pro này hứa hẹn sẽ là một trợ thủ đắc lực để giúp chúng ta ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc sống hàng ngày. Và thêm một điểm nhấn nữa về phần camera của Vivo X70 Pro đó chính là về khả năng quay video độ phân giải 8K cùng với tốc độ 30 khung hình trên 1 giây. Và tiếp theo là về cấu hình của Vivo X70 Pro. Có một điều thú vị đó là năm nay Vivo đã trang bị cho 3 chiếc điện thoại thuộc dòng Vivo X70 series sử dụng 3 con chip đến từ 3 nhà sản xuất khác nhau, đó là Dimensity, Exynos và Snapdragon. Tuy nhiên thì cũng có khả năng là Vivo làm như vậy là bởi vì do ảnh hưởng của việc khan hiếm chip trên toàn cầu. Với chiếc điện thoại Vivo X70 Pro thì máy sẽ được trang bị con chip Exynos 1080 với 4 nhân Cortex A78 hiệu năng cao, trong đó thì có 1 nhân có xung nhịp 2.8 GHz và 3 nhân còn lại có xung nhịp 2.6 GHz cùng với 4 nhân Cortex A55 có xung nhịp 2.0 GHz để xử lý các tác vụ nhẹ và từ đó thì sẽ mang lại cho chiếc điện thoại này một hiệu năng tốt cũng như là đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó thì con chip từ nhà Samsung còn được tích hợp GPU Mali G78 MP10 mạnh hơn 10% so với GPU Mali G77 của dòng chip cao cấp Exynos 990 cho chúng ta khả năng xử lý đồ họa ấn tượng nhằm giúp cho có được trải nghiệm chơi game tốt hơn trên sản phẩm. Về dung lượng RAM thì Vivo X70 Pro sẽ có hai phiên bản đó là 8GB RAM và 12GB RAM nhằm đem lại khả năng đa nhiệm tốt hơn. Còn phiên bản bộ nhớ trong thì sẽ có các phiên bản lần lượt là 128GB, 256GB hoặc là 512GB. Cuối cùng thì là về dung lượng pin của chiếc Vivo X70 Pro này. Tuy là đã có nâng cấp từ con số 4200 lên 4450mAh, nhưng mà theo mình đánh giá thì đây vẫn là một viên pin chỉ đạt mức trung bình với một flagship ở thời điểm hiện tại.
Và mặc dù là như thế, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lo lắng bởi vì Vivo X70 Pro đã được Vivo trang bị một công nghệ sạc nhanh 44W giúp chúng ta sạc đầy máy nhanh chóng hơn đáng kể. Và các bạn thân mến thì có thể thấy rằng là Vivo X70 Pro đã được Vivo hoàn thiện khá là tốt, từ thiết kế đẹp cho tới hiệu năng tốt và cụm camera rất là ấn tượng nữa. Và ngoài những điều đó ra thì các bạn còn có đánh giá gì về chiếc điện thoại này hay không thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và thêm một thông tin nữa có liên quan tới chiếc điện thoại Vivo X70 Pro này thì về thời điểm em nó ra mắt tại Việt Nam, Vivo cũng đã cho biết là máy sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 9 sắp tới và các bạn hãy cùng chờ đón để biết được là giá bán chính thức khi mà máy được bán ra tại Việt Nam là bao nhiêu nhé. Tiếp nối bản tin ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một thông tin nằm trong mục mẹo hay. Việc đặt lịch hẹn cấp hộ chiếu bằng Zalo sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi khi đến làm việc với cơ quan xuất nhập cảnh. Và trong thông tin ngày hôm nay thì 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt lịch hẹn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu bằng Zalo trên smartphone cực nhanh chóng. Và các bạn hãy lưu ý một điều, đó là ngoài việc chúng ta có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu ra thì cách này còn có thể đặt được lịch hẹn nộp hồ sơ cấp đổi thẻ tạm trú, thẻ thường trú và giấy phép xuất nhập khẩu cho người nước ngoài, hẹn lịch nộp hồ sơ cấp đổi thị thực gia hạn chứng nhận tạm trú dành cho người nước ngoài. Và các bạn thân mến thì để có thể được hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết cách đặt lịch hẹn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu bằng Zalo thì mời các bạn bấm vào phần link bên dưới nhé. Và tiếp theo bản tin ngày sau đây thì mời các bạn cùng đến với top 5 những chiếc điện thoại Galaxy A giá rẻ chỉ từ 3,5 triệu đồng. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là chiếc điện thoại Galaxy A03s. Đây là chiếc smartphone giá rẻ mới ra mắt của Samsung với ưu thế là màn hình lớn 6.5 inch, thao tác khá là thoải mái, xem phim hay là lướt web đều tốt. Và đi kèm với đó là viên pin 5000mAh có thể dư sức để chúng ta sử dụng thoải mái trong một ngày. Và hiệu năng này thì đã được nâng cấp với con chip Helio P35 cho trải nghiệm sử dụng mượt mà cho các ứng dụng thường ngày, lướt web hay là tra cứu tài liệu môn học. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể giải trí được với các tựa game như là Liên Quân Mobile, Free Fire ở mức thiết lập cấu hình cơ bản. Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách này là chiếc điện thoại Galaxy A12. Đây là chiếc smartphone rẻ nhất của Samsung có 4 camera sau, bao gồm cảm biến chính có độ phân giải 48 megapixel, camera góc siêu rộng 5 megapixel, camera cảm biến độ sâu và camera macro có cùng độ phân giải 2 megapixel. Về khả năng giải trí thì chiếc Galaxy A12 này có thể đáp ứng được tốt những nhu cầu cơ bản nhờ một màn hình hiển thị lớn 6.5 inch và viên pin 5000mAh đủ để chúng ta có thể giải trí cả một ngày. Và viên pin cũng khá lớn, thế nên là Galaxy A12 có cả sạc nhanh 15W để có thể nạp đầy pin nhanh chóng cho các bạn. Tiếp theo là chiếc điện thoại Galaxy A21s. Ra mắt cũng được một thời gian, thế nên là Galaxy A21s đã được giảm giá xuống tầm trên dưới 5 triệu đồng tùy vào chương trình. Mặc dù là smartphone của năm 2020, thế nhưng những trang bị của Galaxy A21s vẫn rất đáng giá với màn hình đục lỗ Infinity O kích thước 6.5 inch. Về phần camera sau của Galaxy A21s cũng đáng chú ý với cảm biến chính có độ phân giải 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel và hai camera hỗ trợ chụp macro và đo chiều sâu có cùng độ phân giải 2 megapixel. Và chính vì thế cho nên là Galaxy S21s sẽ rất đa dụng với nhiều chế độ chụp, thoải mái cho các bạn trẻ sáng tạo. Và nối tiếp chiếc điện thoại Galaxy A21s sẽ là chiếc điện thoại Galaxy A22. Đây là chiếc smartphone đã gây bão thời gian vừa qua của Samsung với danh hiệu smartphone rẻ nhất của Samsung có chống rung quang học OIS và màn hình tần số quét cao 90Hz. Thông số camera cụ thể của Galaxy A22 bao gồm cụm 4 camera sau, gồm cảm biến chính có độ phân giải 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera macro và camera đo độ sâu đều có độ phân giải 2 megapixel và một camera selfie 13 megapixel ở mặt trước. Chiếc điện thoại Galaxy A22 này nổi bật trong phân khúc với khả năng quay chụp ổn định cao nhờ khả năng chống rung quang học OIS. Các khung hình từ đó cũng sẽ ít bị nhòe hơn, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng chốt sổ danh sách ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Galaxy A31, một chiếc smartphone mà mình đánh giá là có chất lượng hiển thị tốt nhất với tấm nền Super AMOLED và độ phân giải Full HD+. Phần viền màn hình của Galaxy A31 cũng mỏng hơn đáng kể so với những sản phẩm khác.
Chiếc điện thoại này thì vẫn sẽ có đầy đủ cụm 4 camera sau đa dụng, gồm ống kính chính 48 megapixel, camera góc rộng 8 megapixel, camera chụp ảnh xóa phông và camera chụp cận cảnh cùng độ phân giải 5 megapixel. Ở mặt trước thì sẽ là cảm biến độ phân giải đến 20 megapixel, sắc nét cho các bức ảnh selfie điệu nghệ. Và các bạn thân mến, thì trên đây là top 5 những chiếc điện thoại Galaxy A đáng sắm nhất trong mùa Back to School. Các sản phẩm mà mình đưa ra thì sẽ có tầm giá trải dài từ 3 cho tới 6 triệu đồng để cho bạn dễ dàng lựa chọn. Và các bạn lưu ý một chút, đó là hiện tại thì tất cả các sản phẩm nêu trên còn có thêm 200.000 đồng nếu như mà các bạn thanh toán qua thẻ tín dụng FE, hoặc là nếu như bạn mua các sản phẩm ở tầm giá trên 5 triệu đồng như là Galaxy A22 hay là A21s thì sẽ được giảm đến 500.000 đồng khi mà thanh toán bằng thẻ tín dụng VIP. Và ngoài ra thì tại Thế Giới Di Động vẫn đang có chương trình trả góp linh động qua thẻ tín dụng với nhiều mức lãi suất ưu đãi và nhiều kỳ hạn từ 3 tháng cho tới 12 tháng. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu là khoảng cỡ 1 triệu đồng là đã có thể mua được một chiếc điện thoại rồi. Và đây được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với những bạn nào mà đang có tài chính hạn chế. Và các bạn thân mến, thì thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 18 tháng 9 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.